Ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngành chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 18. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng với một số sở ngành đã tham dự. Tại buổi khai giảng, đại diện Học viện Hành chính Quốc gia thông qua quyết định của Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với công chức ngành chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 18 năm 2023 cho 36 cán bộ công chức của tỉnh Lâm Đồng. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngành chuyên viên cao cấp và tương đương diễn ra hơn một tháng. Các học viên sẽ được tìm hiểu 27 chuyên đề giảng dạy, 6 chuyên đề báo cáo và đi thực tế, viết đề án, kiểm tra. Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong lãnh đạo quản lý là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với cán bộ công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nói riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên cao cấp lần này phải cố gắng bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, xác định thái độ học tập đúng đắn, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và của Trường Chính trị tỉnh, nhằm lĩnh hội đầy đủ sâu sắc những kiến thức mà quý thầy cô giáo đã truyền đạt, vận dụng có hiệu quả vào công tác lãnh đạo quản lý ở địa phương, đơn vị để xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu mạnh.